Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với cái video số 02 trong chuyên mục Đường bay ngắn. Ở cái video này thì dĩ nhiên là nó sẽ bay ngược về San Martin, tiếp nối với cái video số 01 như hồi kỳ rồi. Thì hiện tại là máy bay của chúng ta đang đậu tại sân bay San Bart. Thì thời tiết nó cũng rất có thể nói là tốt, mặc dù thì nó có hơi nhiều mây một chút xíu. Thì nhưng mà tôi nghĩ thì cái tầm mây như thế này nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà ngắm cảnh ở San Martin của chúng ta hết. Hôm nay thì bảo đảm là có một cái cuộc tham quan ngắm cảnh San Martin thật là tuyệt vời. Không biết là các bạn có đoán ra được cái chiếc máy bay của chúng ta sẽ lái hôm nay. Đó chính là cái chiếc máy bay, không phải là cái chiếc máy bay màu đỏ, đó chính là cái chiếc máy bay màu xanh, vẫn là DHC-6 Twin Otter. Thì cái chiếc máy bay này là cái chiếc máy bay ruột của tôi. Theo như tôi biết thì hiện tại theo cái quan điểm cá nhân của tôi thì không có bất kỳ một cái chiếc máy bay nào mà nó qua được cái chiếc máy bay này. Cái chiếc máy bay này vẫn là cái chiếc máy bay số 1. Thì tại sao, thì một chút xíu nữa bay lên thì có thời gian thì tôi sẽ giải thích cho các bạn biết. Rồi, bây giờ thì chúng ta bay thôi, không có nói nhiều nữa làm mất thời gian của các bạn. Ok, bây giờ còn setup vài thứ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một tí xíu nhiên liệu vào bên trong buồng đốt. Rồi chúng ta cần phải setup cái mấy cái GPS, mấy cái avionics này. GPS là ở đây. Rồi khả năng mô phỏng của những cái thiết bị này rất là tốt, rất là hay. Nó mô phỏng được hầu như là gần như là chính xác. Đặc biệt là cái GPS. Cái GPS này tôi rất thích cái GPS này. Bây giờ hiện tại là chúng ta đang ở TFFJ phải không? Bây giờ chúng ta sẽ bay ngược về San Martin. San Martin là nó có cái mã là TNCM. Cái này thì nếu như mà bạn nào có bàn phím thì các bạn ấn cũng được. Còn ở đây thì tôi muốn dặn cái này cho nó có cái cảm giác, có cái feel giống như là mình đang chỉnh thật sự. Xong, TNCM thì xong thì các bạn sẽ nhấn là Enter. Xong thì nó sẽ ra được cái đường bay. Các bạn để ý, các bạn chú ý là cái màu đen là đất nha. Còn cái màu mà màu tím đó chính là biển. Đó. Còn cái đường màu hồng đó chính là cái đường bay của chúng ta sẽ bay. Rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bay thôi. Khởi động động cơ số bên tay trái, khởi động động cơ bên tay trái. Nhưng mà trước khi khởi động động cơ thì các bạn phải make sure chắc chắn là cái thrust nó phải total, nó phải nằm ở vị trí idle, nó không được nằm ở những vị trí như thế này. Rồi kèm theo đó là cái thắng, các thắng nó phải được thắng chứ không có được nhả thắng như thế này. Rồi. Động cơ bên tay trái. Các bạn thấy á, là cái cánh quạt của nó đồ họa được cả cái nước sơn ở trên cái cánh quạt nó bị chốc. Đó là cái một cái điểm mà tôi rất thích ở cái chiếc máy bay này, ở cái đồ họa của cái chiếc máy bay này. Rồi, khởi động động cơ bên tay trái thôi. Tiếp theo, động cơ bên tay phải. Cái chiếc máy bay màu đỏ mà hôm bữa chúng ta lái đến đây, hồi tuần rồi chúng ta lái. Ok, động cơ bên tay phải đã được khởi động xong. Có cái này muốn nói với các bạn nha. Hi, hello các bạn có khỏe không? Có một số bạn nói cái giọng nói của tôi giống với một cái YouTuber ở trên mạng là Kenny. Nhưng mà thật ra tôi không phải là Kenny. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Để coi còn thiếu sót cái gì nữa hay là không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Vì sự thoải mái và an toàn, với các cơ động không sử dụng bất cứ thiết bị điện tử sát tay nào trong thời gian cất cánh và hạ cánh. Điện thoại di động không được sử dụng trong suốt chuyến bay. Với các cơ động cài an toàn, dựng thẳng lên ghế, cấp lại băng ăn, mở tấm dây cửa sổ và không hút thuốc. Xin cảm ơn và kính chúc khách một chuyến bay tốt đẹp.
Có một số bạn ý kiến có comment ý kiến là nên để ATC, nên trò chuyện với không lưu, nhưng mà đó là một cái điều hầu như là khó có thực hiện được, tại vì có không lưu vô nữa thì nó sẽ cần thêm một cái người nữa, mà người ta ở đây thì chắc chắn là không có không lưu trực rồi, thì đó là một cái điều rất là khó khăn. Thành ra là chúng ta sẽ bay không có không lưu. Tuy nhiên, mặc dù là không có không lưu nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng traffic các cái loại máy bay, các cái máy bay khác nó từ nhiều nơi nó hướng về, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chuyến bay của chúng ta. Đó, đến đây thì các bạn thấy là nó có một cái đường vạch màu vàng ở đây nè. Đó, các bạn thấy cái đường vạch màu vàng thì máy bay của chúng ta cần phải dừng ở đây, thì người ta trong tiếng Anh đó người ta sẽ gọi là hold short, hold short ở cái vạch này, và phải cơ trưởng và cơ phó cả hai đều phải dòm vào hai phía coi 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 có máy bay nào nó đến hay là đi hay là không. Đó. Thì cơ trưởng nó là thí dụ như bên tay trái người ta không thấy không có máy bay đến thì cái đó là clear my sight, còn cơ phó thấy không có máy bay đến thì người ta sẽ nói là clear right side hoặc là clear my side. Ok. Bây giờ bật đèn lên. Bật đèn lên, bật đèn lên. Mình phải làm một cái checklist kiểm tra trước khi bay coi coi có thiếu sót cái gì hay là không. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái flap, coi flap có bật chưa. Ok, flap bật rồi. Rồi gì nữa đây? Brake, ok, thắng xong. Rồi. Rồi, xong. Đi thôi. Đây 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 đây. Các bạn thấy không? Có một em đây taxi ra nữa. Đây là một cái chiếc Cessna 208, giống như là cái chiếc mà của hãng Hải Hải Âu Aviation đó, của Việt Nam mình có, nó chuyên bay ngắm cảnh Hạ Long, nó cũng có cái cánh nằm ở trên. Các bạn để ý những cái chiếc máy bay mà ngắm cảnh là cái cánh nó luôn luôn nằm ở trên, nó không thể nào mà nằm ở dưới. Rồi xong, tới mình. Tại vì sao? Tại vì cái cánh mà nằm ở dưới á thì đó là một cái sự thất bại. Cái cánh mà nằm ở dưới thì hành khách là sẽ ngắm cánh máy bay chứ không phải là ngắm cảnh máy bay nữa. Rồi, đi thôi. Hôm nay thì thời tiết có thể nói là khá là ok, khá là ok. Nắng nôi đầy đủ, nắng nôi đầy đủ. Úp súp 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 hơi nhanh hơi nhanh hơi nhanh hơi nhanh hơi nhanh hơi nhanh. Sorry 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 hơi nhanh. Mình phải đây là một cái đường băng nó cũng khá là ngắn cho nên mình cần phải tận dụng từng cm một của cái đường băng, không nên lãng phí từng cái cm nào. Rồi, ok. Bây giờ cất cánh nha. Sau khi cất cánh lên thì máy bay của chúng ta sẽ hoành lại, tại vì các bạn thấy là cái GPS không, nó vẽ cái đường màu hồng đó. Sau khi cất cánh lên thì mình sẽ làm một cái left hand side, turn turn left và hoành lại thôi. Ok, hồi hộp quá. Ok, take off. Go. Ok, gió, gió, gió. Gió, 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 gió. Turn left, turn left, turn left, turn left. Ha. Các bạn để ý hồi nãy vừa lên là máy bay của chúng ta nó bị quật hơi hơi là do gió khá nguy hiểm. Nhưng mà ok, hơn.
Hiện tại là máy bay của chúng ta đang quẹo trái để bay ngược trở về San Martin. Rồi, các bạn dòm ở phía bên tay trái của chúng ta đó chính là cái sân bay San Bas. Các bạn không biết các bạn có thấy không? Đó. Flap. Ok. Hình như là cái GPS hiện tại nó đã bị mất. Ok, đúng rồi. Zoom nó lại. Một trong hai cái các bạn thấy những cái hòn đảo mà nó mờ mờ ở phía trước thì đó chính là cái San Martin. Nhưng mà để tôi cho zoom lại. Well. Lạc hướng rồi. Chúng ta cần phải quẹo phải lại. Nếu như mà không để ý, không có GPS thì rất có thể hồi nãy tôi đã bay lệch qua trên cái đảo bên kia nhờ cái GPS. Ha, ok. Gió nữa, lại gió nữa rồi. Các bạn để ý á, hồi cái quận đi, hồi cái video số 01 á, thì gió nó rất là đầm, bay máy bay nó rất là đầm. Nhưng mà cái quận về thì gió nó hơi hơi mạnh. Thì gió nó cũng không có mạnh cho lắm đâu. Nhưng mà ngặt cái là nó thường xuyên đổi hướng. Lâu lâu cái nó đổi hướng cái là máy bay của mình bị chao đảo liền. Đó, như các bạn thấy. Trước mặt của các bạn đó chính là cái đảo San Martin, gồm có là một cái đảo lớn và vài cái đảo nhỏ nữa. Nói ra đó thì có thể là các bạn không tin, mặc dù là cái đảo này là nó nằm xa tít tận ở dưới cái vùng biển Caribe ở phía dưới Nam Mỹ, nhưng mà nó lại thuộc Hà Lan. Nó giống như là một cái tiểu bang của Hà Lan vậy đó. Mặc dù như vậy nha, nhưng mà nó có tiền tệ riêng nha, và nó còn có cái quốc kỳ riêng, và nó có cái người lãnh đạo riêng, nhưng mà nó lại thuộc Hà Lan. Còn mà cái đảo mà hồi lúc mà chúng ta cất cánh lên hồi nãy đó, nó lại thuộc của Pháp. Tình hình thì máy bay nó bị chao đảo như thế này là do gió thôi nha, chứ không phải là do phi công. Nhưng mà các bạn đừng có lo, túi nôn thì nó được chuẩn bị đầy đủ ở phía trước mặt của hành khách. Khi nào muốn nôn thì các bạn cứ việc lấy túi nôn ra, đầy đủ, không có thiếu. Rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi thì máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh. Thì có thể là các bạn chưa có định vị được cái sân bay San Martin nó nằm ở đâu đâu. Nhưng mà tôi thì có thể tôi đã thấy được cái sân bay rồi. Không biết cái chiếc máy bay này có bay được bằng một động cơ hay là không. Có, cái chiếc máy bay này có thể bay bằng một động cơ. Bất kỳ một cái chiếc máy bay nào mà có hai động cơ hay là nhiều hơn một động cơ, mà khi chết chết một cái thì những cái còn lại đều có thể hoạt động được, và máy bay nó có thể dựa vào cái động cơ còn lại để mà bay. Hiện tại là tôi chưa có kích hoạt cái chế độ autopilot, chưa có kích hoạt cái chế độ lái tự động. Từ đầu tới giờ là toàn bộ lái bằng tay, thành ra là nó hơi bị mỏi một chút xíu. Nhưng mà tôi thích lái bằng tay hơn. Khi mà mình lái bằng tay đó thì mình sẽ cảm giác được cái chiếc máy bay. Nếu mà mình để lái tự động á thì nó đâu có còn vui nữa. Tại vì cái đường bay nó cũng ngắn thôi, lái bằng tay đi cho nó vui. Còn mấy lần sau thì có thể là lái tự động, tại vì những cái chuyến bay sau có thể nó sẽ cái khoảng cách giữa hai cái sân bay nó sẽ xa hơn một chút xíu. Mặc dù đây là một cái game, một cái sim mô phỏng 3D, nhưng mà có bạn nào để ý là hiện tại là cái mặt biển ở dưới, nếu như mà không nói thì có thể là các bạn sẽ nghĩ đó là biển thật.
Gần tới rồi nha, gần tới sân bay rồi nha, các bạn chuẩn bị tinh thần để cho hạ cánh. Ở đây không biết có bạn nào mà đi đến cái đảo này chưa? Tôi thì chưa có đi lần nào. Thành ra mình lái sim này cũng giống như là mình đang đi du lịch vậy đó. Thì bên cạnh cái việc mà đi du lịch ảo như theo cái kiểu như thế này thì tôi còn đi du lịch theo cái kiểu là lên YouTube để mà đi du lịch. Có nghĩa là thí dụ bây giờ tôi muốn đi du lịch ở đâu đó thì tôi cứ việc mở YouTube lên đánh cái tên ở đó là đi du lịch tới. Mà thường á, thì tôi không có đi du lịch đến những cái nơi mà nổi tiếng. Đầu tiên á, là tôi sẽ mở cái Google Map lên. Rồi sau đó thì tìm một cái nơi nào đó mà mình muốn đi ở ở trên cái bản đồ đó, là mình zoom vô mình coi ở đó thì nó có địa danh gì đó, thì mình thấy cái địa danh đó, cái mình mở YouTube lên, mình đánh cái địa danh đó vô, là trên YouTube nó sẽ hiện những cái cảnh vật, hoặc là có những cái YouTuber, những cái người mà chuyên đi du lịch đó, người ta làm review, làm những cái vlog về những cái nơi đó, thì mình vô đó là mình xem, thì nó giống như là mình đi, nó không giống như mình đi du lịch thật, nhưng mà mình có thể mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình về cái thế giới. Hôm nay thì các bạn cứ việc thoải mái ngồi ngắm cảnh, nghe 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 phi công nói chuyện. Còn còn cái việc mà lái như thế nào, điều khiển máy bay như thế nào thì các bạn cứ việc là để tôi lo. Hiện tại đó là các bạn thấy là chúng ta đang đang đâm thẳng vào chính giữa cái đường băng. Các bạn chuẩn bị ngắm cảnh nha, cảnh ở đường băng rất là đẹp, bãi biển rất là trong xanh, dòm giống như là thật, và đặc biệt là nó không có rác, rất là sạch sẽ. Rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ việc là hoành máy bay lại, bay downwind, có nghĩa là bay xuôi theo cái đường băng mà bay xuôi gió. Bay xuôi gió một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ làm một cái U-turn, là một cái hoành hình chữ U lại đó, để mà hạ cánh xuống cái đầu 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 chỗ này nè, ở góc trên bên trái màn hình đó, đầu đó đó. Tôi không biết các bạn có nghe đọc báo nghe cái việc mà Vietnam Airlines, máy bay của Vietnam Airlines bị hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh, thì cái đó rất là cái vấn đề đó rất là nóng hổi, ai cũng biết. Báo báo đăng rất là rầm rộ. Đáng lẽ ra thì hôm nay sẽ nói về cái vấn đề đó, nhưng mà tới rồi. Quả thật là cái đường bay này nó khá rất là ngắn. Chuyến sau đi, chuyến sau thì tuần sau thì tôi sẽ, các bạn nhớ nha, 18 giờ thứ ba hàng tuần, 18 giờ thứ ba hàng tuần. Bây giờ quẹo thôi, bay downwind rồi. Cái việc mà bay mà xuôi theo cái đường băng như thế này thì người ta gọi là downwind. Còn bây giờ thì tôi sẽ cho hoành lại để mà mình bay upwind. Thường á, chính xác luôn là những máy bay người ta sẽ sao ta sẽ cất cánh và hạ cánh ngược gió. Vì như thế đó nó sẽ tạo được cái lực nâng cho máy bay, giúp cho máy bay nó cất và hạ cánh được trong một cái khoảng ngắn. Còn bay xuôi gió thì thôi, thua, là rất rất là nguy hiểm, không có ai bay cái điều cái như vậy hết. Ok, thấy được đường băng rồi. Cái việc mà mình bay mà vô thẳng hàng với cái đường băng thì người ta sẽ gọi là final approach. Hiện tại là tôi máy bay của chúng ta hơi cao. Bây giờ đã đến lúc mà hạ cánh rồi, bật flap xuống. Chuyến bay sau, chuyến bay sau thì nó ấy 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 công nhận là bữa nay các bạn biết á, là tôi sử dụng cái phần mềm mà AS16, là cái phần mềm mà
nó sẽ update cập nhật cái thời tiết thực rồi. Tôi có sử dụng cái phần mềm mà AS16 để mà update ở ngoài thời tiết như thế nào, cái add-on đó ở ngoài thời tiết như thế nào, nắng như thế nào, gió như thế nào, mây như thế nào, ở ngoài đời thực như thế nào, tại cái đất nước đó, tại cái điểm đó ở trên trái đất, là nó sẽ update vào trong game này, là vào trong cái sim này cho mình. Thành ra đó là thời tiết hiện tại là thời tiết ở đây như thế, ở ngoài như thế nào thì ở trong này nó như vậy đó. Hiện tại là các bạn thấy là gió cực kỳ và mây thì nó lại cũng cực kỳ, rất khó hạ cánh nha các bạn, rất khó hạ cánh nha, rất khó hạ cánh. Gió lớn như thế này thì tôi sẽ để cho flap, không có để flap full đâu, để mà flap full thì nó rất có thể gió nó sẽ giật máy bay mình nhiều hơn, thành ra là tôi sẽ để flap 30 thay vì flap 40. Này, có thể là các bạn không có hình dung được hiện tại là tôi đang khổ sở như thế nào để mà điều khiển cái chiếc máy bay này. Gió vải trưởng. Các bạn thấy ở phía bên tay trái của chúng ta, phía bên tay trái của chúng ta là hàng loạt các cái khách sạn. Còn ở phía trước mình đó là chính là cái bãi biển mà người ta tắm biển thường hay đứng ở đó. Ê, 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 mày không thấy cái chiếc kia kìa, đó. Nó không thấy người ta hạ cánh hay sao mà nó cứ đâm đầu vào thiệt tình luôn á. Bay á mà không có không lưu á là nó như vậy đó các bạn. Ok, touchdown, flare, good job, tuyệt vời. Mặc dù là gió cực kỳ nguy hiểm nhưng mà tôi cảm thấy tôi lái khá là ok đó các bạn. Taxi vào thôi. Lại thêm một chiếc ATR giống như là cái chiếc Vasco. Tôi không biết đó có phải là Vasco hay không, nhưng mà chắc chắn là nó không phải rồi. Tại vì Vasco không có thể nào mà nó xuất hiện tại San Martin được. Để tôi coi kìa. Nghe không? Không phải. Cái hãng gì á? Hãng Liat. Các bạn thấy để ý ở San Martin thường là có rất là nhiều những cái chiếc máy bay của hãng KLM, đó là của cái hãng Hà Lan đó. Tại vì đây là một cái phần lãnh thổ của nó mà. Còn dòm sơ qua là biết những cái chiếc này là bay về San Bass hồi nãy rồi đó. Hồi nãy là bây giờ chúng ta đi về, còn bây giờ là nó cất cánh đi San Bass. Thắng lại. Để thôi đụng nó giống như là cái chiếc mà không biết các bạn có đọc báo hay không, thì có một cái hổm gài cách đây không lâu. Cách đây không lâu đâu. Thì có một cái chiếc A330 của Hàn Quốc, cái cánh của cái chiếc máy bay đó đó nó quẹt vào trong cái đuôi của cái chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà cả hai cái chiếc máy bay này còn ở trên mặt đất thì đang ở sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái đó thì tôi cũng không biết là lỗi của ai, tại vì hầu như ai cũng có lỗi. Cái ông cơ trưởng mà điều khiển cái chiếc A330 của Hàn Quốc cũng có lỗi, ông taxi mà ông không có để ý. Rồi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ nó cũng có lỗi, tại vì nó đậu là đậu tít ở ngoài, thay vì người ta đậu sát vào trong đi thì nó, nhưng mà nó đậu ở ngoài cái dạng như là lấn chiếm lòng lề đường thì bị quẹt vô là phải. Còn ground á, cái anh mà điều khiển mặt đất cũng có lỗi, tại vì ảnh không có coi chừng các cái máy bay. Tắt máy thôi. Các bạn thấy mau không? Mới đây mà nó đã xong một cái chuyến bay cực kỳ mau. Thật tình thì hôm nay thì cũng hơi xin lỗi các bạn là tại vì thời tiết cái nó bay nó không có được mượt cho lắm. Nhưng mà không sao, càng thời tiết mà nó càng càng xấu thì tôi lại càng thích. Nó sẽ thử thách cái khả năng lái của tôi. Hồi nãy thiệt tình là có một cái chiếc máy bay mà mình đang hạ cánh mà nó cắm đầu ra thiệt luôn. Mà hồi nãy thì nếu như mà tôi thấy ổn, thành ra tôi mới đáp xuống luôn. Đáng lẽ ra trong cái trường hợp thật sự như vậy đó là người ta sẽ cho máy bay go around, có nghĩa là cất cánh lên lại, không có được phép hạ cánh. Rồi, xong. Thì cái việc mà nguy hiểm an toàn bay như vậy cũng là một cái điểm nhấn cho cái video này.
Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Các bạn nhớ nha, 18 giờ thứ ba tuần sau sẽ có một cái đường bay mới.